Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Mai Xuân Anh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, Phạm Thị Nhung, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra về tội tham ô tài sản theo quy định tại khoản 2, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng, nhóm thanh niên gồm 26 đối tượng vừa bị khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, trong đó 14 đối tượng đã bị tạm giam, 11 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 1 đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Nhận tin báo về việc có hai nhóm thanh niên khoảng hơn 30 người điều khiển xe mô tô có mang theo hung khí, ném bom xăng, sau đó xảy ra xô xát và ném vỏ chai bia có chứa xăng gây cháy, Công an thành phố Thái Bình đã vào cuộc xác minh điều tra. Qua đó xác định hai nhóm đối tượng do Phạm Hữu Việt, chú Thái Bình cầm đầu, nhóm còn lại do Nguyễn Hữu Hưng, chú huyện Tiền Hải cầm đầu. Các thành phần và các đối tượng trong hai nhóm có độ tuổi từ 16 đến 25, trong đó có đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đang điều tra xử lý vụ việc hai nhóm thanh niên với gần 30 đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Hùng Vương thuộc phường Nông Trang xảy ra vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi đang di chuyển trên đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, thấy nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm từ phía sau vượt lên. Nhóm thanh niên Việt Trì đã tăng ga dồn đuổi tạt đầu xe của nhóm thanh niên Phù Ninh và hai bên xảy ra xô xát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã tiến hành triệu tập làm việc được 20 trên 26 đối tượng và tạm giữ 6 xe máy. Vào ngày 10 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Việt Trì đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh và Nguyễn Thanh Bắc về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Quang Công, chủ thầu xây dựng ở thành phố Đà Lạt, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động để sập bờ ta luy khiến một công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 9 tháng 3 tại một công trình xây dựng trên đường Ngô Thị Sĩ, phường 4, thành phố Đà Lạt. Thời điểm này, ông Ngô Văn Giang, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và một số công nhân khác đang dọn dẹp ở công trình xây dựng thì bất ngờ bị bờ ta luy đất cao khoảng 4 mét mới được đào ra đổ ập xuống. Khi ông Ngô Văn Giang được đưa lên mặt đất thì đã tử vong. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn lao động, gây hậu quả nghiêm trọng. Với đặc thù của tuyến đại lộ Thăng Long là cao tốc được đầu tư, không có nhiều hệ thống camera giám sát và phát hiện vi phạm, nên nhiều phương tiện đã cố ý không chấp hành và tuân thủ tốc độ trên tuyến đường này. Việc không chấp hành biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường đang diễn ra rất phổ biến và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn thường trực. Và trên thực tế thì trên đại lộ này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến hành vi không chấp hành tốc độ cho phép. Đại lộ Thăng Long là tuyến cao tốc trong nội thành, lưu lượng đông, nhiều nhánh rẽ. Dù mỗi đoạn đường đều được cắm biển báo rất cụ thể, thế nhưng chỉ trong 30 phút đã có hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ. Như trường hợp này, đoạn đường được quy định di chuyển với tốc độ 60 km/h, thế nhưng chủ phương tiện lại di chuyển với tốc độ 65 km/h. Với lỗi vi phạm này, người vi phạm sẽ bị xử phạt 900.000 đồng và tước bằng lái xe 7 tháng. Do là không để ý biển nên là tôi đã vi phạm quá tốc độ 5 km. Lần sau tôi sẽ cố ý là đi đúng giao thông biển báo để không bị vi phạm. Đi nêu đơn cho nên là đi tôi cũng thấy nó các cháu nó đang vội quá nên là đi cũng không để ý, nó cũng có đạp phanh xuống rồi nhìn thấy đường rộng nhưng mà nó cũng không ấy được, cũng không giảm hết được nên nó cũng có vượt có 7 km ạ. Với đặc điểm tuyến cao tốc đại lộ Thăng Long có nhiều lối ra vào hầm chui đi các huyện của Hà Nội, đặc điểm nhiều giao cắt trực diện với tuyến như vậy, nguy cơ tai nạn luôn thường trực nếu không đảm bảo tốc độ cho phép. Chính vì vậy, để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu việc di chuyển quá tốc độ cho phép là rất nguy hiểm. Với cái hành vi vi phạm này của chú thì chở người bệnh đi. Vâng. Đấy, và các chú ở xa đến thì anh em tuyên truyền, chú quan sát cái hệ thống biển hạn chế tốc độ của chú nhé, thì để chú lắm được để lần sau mình đi mình không
tái phạm những cái hành vi vi phạm như thế. Dạ vâng. Vẫn có rất là nhiều cái phương tiện, đặc biệt là xe cá nhân, xe khách đã vi phạm về cái hành vi vi phạm tốc độ do cái lý do là chủ quan, không quan sát hệ thống biển báo. Thì đơn vị cũng có bố trí về hình thức xử lý, đấy là phạt nguội, để nhằm nâng cao cái sự tinh thần trách nhiệm của người lái xe, để tránh khi mà có lực lượng chức năng thì người lái xe đã chấp hành tuân thủ, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại tái diễn tình trạng vi phạm. Bên cạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi tham gia trên tuyến này. Đây là tuyến có đoạn kết nối với mạng lưới giao thông đô thị rất ngắn, không giống các tuyến cao tốc khác. Vì vậy, việc giảm tốc độ trước khi kết thúc cao tốc sẽ giúp người dân di chuyển an toàn hơn, tránh những xung đột trực diện tốc độ cao với các tuyến nhánh ra vào khác. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có ban hành công điện số 03 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ nêu trên thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời rà soát các hoạt động trên biển nuôi trồng thủy hải sản để có phương án sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lợi dụng việc hỗ trợ hướng dẫn mở tài khoản trên sàn đầu tư Xnet, một thanh niên đã rút hơn 300 triệu đồng trong tài khoản của một bị hại. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải, 30 tuổi, trú tại phường Trinh Gián, quận Thanh Khê về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 6 năm 2022, lợi dụng việc hướng dẫn hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn Xnet cho một người đàn ông tại thành phố Đà Nẵng, bằng các thủ đoạn tinh vi, Hải đã thực hiện hai lệnh rút tiền từ tài khoản của nạn nhân với tổng cộng là 16.493 đô la Mỹ, tương đương với hơn 385 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng mua tiền ảo rồi quy đổi sang tiền Việt Nam đồng, sau đó chuyển về 4 tài khoản ngân hàng do Hải đứng tên dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện Hải đã khắc phục trả lại hết số tiền chiếm đoạt cho nạn nhân. Làm sổ đỏ giả để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của người dân, cặp vợ chồng ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu lĩnh án 18 năm tù. Chiều qua, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1975, trú tại thành phố Bạc Liêu, 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 11 năm tù, và bị cáo Trịnh Mỹ Loan sinh năm 1977, vợ của Bình, 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù. Theo cáo trạng, Bình thuê người làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với diện tích đất là 2.800 m2 trên địa bàn phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu để lừa bán lấy tiền của người khác. Từ giữa tháng 6 năm 2017 đến đầu tháng 4 năm 2019, vợ chồng Bình dùng sổ giả để bán, chuyển nhượng cho hai người và chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tiến hành khởi tố hai bị can liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt, làm chết hai người và 5 người khác bị thương để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can bị khởi tố là ông Nguyễn Uy Vũ, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy bị sập, và ông Dương Viết Phong, cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân. Liên quan đến vụ sạt lở ta luy gây hậu quả nghiêm trọng, chiều ngày 2 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra về những sai phạm tại công trình này, và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Tưởng Đăng Thế, 45 tuổi, trú tại huyện Krông Park, về tội giết người.
Nạn nhân trong vụ án là cháu Trần Thị Kim Hồng, sinh năm 1993. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2006, Thế đến nhà anh Trần Phi Hùng ở xã Ea Kênh để trộm cắp tài sản. Khi Thế đi ra phía sau nhà thì bị cháu Hồng là con gái của anh Hùng phát hiện. Thế đã dùng tay bịt miệng cháu rồi kéo ra vườn cà phê cách nhà anh Hùng khoảng 50m. Tại đây, Thế đánh đập, bịt miệng, bóp cổ cháu Hồng cho đến khi nạn nhân nằm im. Sau đó, thấy cháu Hồng cựa quậy, Thế liền nhặt cục đá ném vào đầu. Nghĩ rằng nạn nhân đã chết, Thế tạo hiện trường giả một vụ hiếp dâm nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Hồng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Thế bị bắt và khai nhận tội. Tuy nhiên, từ khi có luật sư chỉ định và kiểm sát viên tham gia xét hỏi, bị cáo Thế lại một mực kêu oan. Sau 2 năm điều tra bổ sung, kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tiếp tục truy tố Thế về tội giết người. Căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo cũng như nhân chứng tại tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tưởng Đăng Thế tù chung thân về tội giết người. Liên quan đến vụ cướp xe ô tô xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 7 vừa qua, trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thuộc địa bàn xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Công an thành phố Phủ Lý cho biết đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh truy bắt nhanh đối tượng Vũ Văn Hiển, sinh năm 1993, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Khoảng 2 giờ sáng ngày 12 tháng 7, Công an thành phố Phủ Lý nhận được trình báo của anh Lê Văn Bình, trú tại tỉnh Thanh Hóa, về việc bị cướp tài sản. Theo đó, quá trình lái xe ô tô chở một nam thanh niên thuê xe từ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đến khu vực xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nam thanh niên yêu cầu lái xe dừng xe để đón bạn. Lợi dụng lúc lái xe xuống mở nắp capo để kiểm tra nước làm mát rồi trở lại xe, đối tượng đã bất ngờ dùng dây siết cổ lái xe vào ghế lái, nhưng đã bị chống trả quyết liệt, lái xe đã thoát được ra ngoài xe và kêu cứu. Lúc này, đối tượng đã cướp xe ô tô cùng tài sản trong xe rồi điều khiển xe bỏ chạy. Ngay sau khi nhận được tin trình báo, Công an thành phố Phủ Lý huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7, đã bắt giữ được đối tượng gây án là Vũ Văn Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, thu giữ số tiền hơn 30 triệu đồng, một ô tô biển kiểm soát 36A59634 cùng các tăng vật có liên quan. Khi tôi cướp xe thì tôi chạy một đoạn, thì khoảng tầm gần một cây số thì tôi dừng xe lại và tôi thấy túi tiền ở trên ghế nên tôi cầm luôn. Thì chạy dọc đường thì tôi có lấy hết tiền trong túi và bỏ vào túi của tôi, thì tôi vứt túi của lái xe bên vệ đường. Sau đó tôi men theo các đường ở trong làng và đi ra đường quốc lộ 1A, Phủ Lý, Hà Nam. Tôi thấy xe buýt chạy về Giáp Bát nên tôi bắt xe buýt và đi về bến Giáp Bát. Thì trong quá trình lẩn trốn ở thành phố Hà Nội thì bị các chú công an bắt. Trong quá trình phối kết hợp với công an thành phố cũng như các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thế và tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như là triển khai các mũi trinh sát truy xét để xác định các đối tượng rồi nhân thân lai lịch rồi là các mối quan hệ của nạn nhân cũng như là của các đối tượng ở trên địa bàn. Thế và chúng tôi cũng xác định đây là một vụ án cũng rất là khó khăn. Hiện Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Vào chiều qua, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại tiểu khu 184, xã Phúc Đồng, huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gây thiệt hại khu vực rừng trồng cây keo tràm, cao su và cam bưởi của người dân. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã huy động khoảng hơn 250 người cùng các phương tiện nhanh chóng đến tiếp cận hiện trường, tổ chức dập lửa, tạo các đường băng cản lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh, địa hình đồi núi khiến cho việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn. Đến khoảng 14 giờ 20 phút chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản được khoanh vùng và khống chế. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại bước đầu khoảng 1,1 ha cây keo tràm, 0,3 ha cây cao su và 1 ha cây cam bưởi. Hiện nguyên nhân của vụ cháy và mức độ thiệt hại vẫn đang được điều tra làm rõ. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, thì vào chiều qua trên địa bàn các xã, thị trấn Hồng Thái,
Phan Thanh, Lương Sơn đã xảy ra mưa dông trên diện rộng. Dông sét đã làm một người chết là ông Huỳnh Minh Tuấn sinh năm 1980 và một người bị thương là ông Nguyễn Công Hiệp sinh năm 1970. Hai nạn nhân trên khi đang làm rẫy ở khu vực thôn Thái Hiệp, xã Hồng Thái đã bị sét đánh. Bên cạnh đó, mưa dông gió giật làm tốc mái khoảng 33 căn nhà, trong đó 32 căn nhà tốc mái ở hai xã Hồng Thái và Tam Thanh. Một công trình chăn nuôi của người dân ở thị trấn Lương Sơn cũng bị đổ sập. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn Hồng Thái, Lương Sơn, Phan Thanh huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân có nhà, công trình khác bị thiệt hại, khắc phục kịp thời hậu quả do mưa lớn và lốc xoáy gây ra, sớm ổn định cuộc sống.